Phương Hiếu như một chiếc cầu nối để kết nối những chàng trai và cô gái độc thân sớm tìm thấy nhau để thăng hoa trong cảm xúc tình yêu đôi lứa, những quan điểm tình yêu của người trẻ và đặc biệt là tiếng lòng của những người làm cha làm mẹ khi con của họ đứng trước ngưỡng cửa tình yêu. Với những đặc sản này, chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Thông Gia Song Đấu mùa 2. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu là một chương trình, một sân chơi tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, đến với mỗi chương trình chúng ta sẽ có 4 chàng trai cùng với gia đình của mình đến đây chinh phục một cô gái đặc biệt nhất. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ với đại diện 4 gia đình nhà trai, xin mời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp 4 vị phụ huynh đáng mến cùng với 4 chàng trai nhà họ. Đầu tiên là bố Quang Hào, con trai Trường Huy, bố Quyền Quý, con trai Lịch Lãm. Gia đình thứ hai là mẹ Hoàng Mai, con trai Anh Lộc, mẹ Phúc Hậu, con trai Tình Cảm. Gia đình thứ ba là bố Xuân Dũng, con trai Phan Hậu, bố Trẻ Trung, con trai Kỷ Tính. Và cuối cùng là mẹ Huỳnh Nhi, con trai Văn Duy, mẹ Dịu Dàng, con trai Hoạt Bát. Dành thời gian tham gia chương trình Thông Gia Song Đấu. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ giới thiệu về mình cũng như mình là phụ huynh của ai để khán giả được biết nha. Dạ xin mời chú ạ. Xin chào MC Phương Hiếu. Dạ. Xin chào gia đình bên nhà gái và xin chào cả nhà. Tôi là Quang Hào và con trai tôi là Trường Huy. Cha con tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ chào đón chú đến với chương trình ạ. Dễ thương quá. Dạ xin mời vị phụ huynh tiếp theo. Xin mời ạ. Xin chào MC Phương Hiếu. Xin chào bên gia đình nhà gái. Xin chào cả nhà. Tôi tên là Hoàng Mai và con trai tôi là A Lộc, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thưa quý vị, hai đại diện đến từ thành phố Hồ Chí Minh mà chào cả nhà là thấy nó thân thương liền, phải không ạ? Dạ cảm ơn rất nhiều. Mời gia đình số 3 giới thiệu ạ. Dạ xin mời chú. Xin chào MC Phương Hiếu. Dạ. Xin chào nhà gái. Xin chào cả nhà. Tôi tên Xuân Dũng, con trai tôi là Văn Hậu, 26 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, dạ. Ba gia đình rồi, quý vị thấy là người cha, người mẹ nào cũng dễ thương hết. Còn gia đình còn lại, mình cùng làm quen luôn nha. Dạ, xin mời giới thiệu về mình ạ. À. Dạ, xin chào MC Phương Hiếu, xin chào bên nhà gái và xin chào cả nhà. Tôi tên là Quỳnh Nhi, là mẹ của bé Văn Duy. Hai mẹ con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dễ thương. Mỗi người có một người con, mà những người con trai trong gia đình của mình là chắc chắn là mình phải thương, phải cưng rồi. Mình phải ráng cố gắng quyết liệt lên để mình giành chiến thắng cho con của mình có cơ hội tìm hiểu cô gái đặc biệt ngày hôm nay nha. Dạ chúc cho các cô chú sẽ có những trải nghiệm thật là tuyệt vời tại Thông Gia Song Đấu. Dạ mời các cô chú về vị trí của mình ạ. Thưa quý vị, đại diện nhà trai đã an toàn rồi. Có một điều thú vị là chỉ riêng khán giả truyền hình ngay lúc này mới thấy được diện mạo của các chàng trai đang ngồi ở trong phòng chờ. Riêng bản thân Phương Hiếu và cả khán giả tại trường quay cũng không có biết con của từng vị này dung nhan ra sao, cao thấp ra sao và vẻ ngoài như thế nào. Cả nữ chính cũng không biết thưa quý vị. Cho nên ngay bây giờ hãy cùng theo dõi một đoạn video clip về nhân vật đặc biệt ngày hôm nay quý vị nha. Xin mời. Thái Khiết Linh, cô MC, ca sĩ, diễn viên kim người mẫu đa tài, đang sở hữu sự nghiệp kinh doanh riêng, là bà chủ của hai salon tóc. Như cái tên dịu dàng của mình, Khiết Linh giống như một viên kẹo đường ngọt ngào với nhan sắc vô cùng xinh đẹp, thanh thuần. Cô quê gốc ở Đắk Nông, hiện cô đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Có một vẻ ngoài dịu dàng, nhưng tính cách Khiết Linh cực kỳ bản lĩnh, mạnh mẽ và cầu toàn. Cô sẽ làm đến cùng những gì mình thích. Cả gia đình chỉ có mình cô theo đuổi nghệ thuật. Khiết Linh rất thu hút, hấp dẫn và có nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đã 5 năm cô không cho phép mình đến với ai. Thừa nhận rằng mình thích kiểm soát người yêu, cô đã trải qua hai mối tình dại khờ và đau đớn khi người cô yêu thương chân thành bằng cả con tim ngây thơ lại là người phản bội và không chỉ có mình cô. Khiết Linh dường như không còn tin vào tình yêu nữa, cô chỉ tập trung gây dựng sự nghiệp để vững chắc và ổn định về kinh tế. Với Khiết Linh, một người bạn trai lý tưởng phải là người tuyệt đối chung thủy và biết quan tâm, thấu hiểu. Thật tuyệt vời hơn nữa nếu người đó biết nấu ăn ngon. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô gái xinh đẹp này nhé.
Thưa quý vị, một dung nhan rất xinh đẹp dễ khiến người ta xao xuyến, vừa là ca sĩ, vừa là MC, vừa là người mẫu ảnh. Hãy cùng chào đón nữ chính của chúng ta ngày hôm nay, Thái Khiết Linh. Ngoài trời nay đã đổ mưa, thân em bao lâu nay hỏng biết anh có đổ chưa. Thập thò làm gì em đây cũng đang chờ, mong anh trai mới lớn em còn chưa chồng. Mình lén nhau mỗi ngày rồi mình chán nhau thôi. Anh ơi trời đất em lỡ lời, ý em là yêu rồi. Hôm nay lung linh em xinh tươi lại còn vừa tròn đôi mươi. Ơn trên cho ta bên nhau, hứa yêu là yêu nhiều. Ho là ho vô đây với dựng xây gia đình, tìm được cô dâu xinh thiệt xinh. Anh còn gì mà đâu tình, mình ngồi bên nhau ngắm mưa. Hồi anh say đâu chưa ấy, anh sao giờ muốn cưa hay được cưa. Chờ ngày anh sang cho má ba, cho ta được yêu tới già. Đường về nhà anh đâu quá xa, sao em đợi cho lòng qua. Yêu và ngô ô của nước nhau, mình thành phố thế giới châu ấy. Em đây muốn bên anh dài lâu. Quý vị, quá là xinh đẹp và ngọt ngào. Bài hát vừa rồi em hát là bài hát của mình luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ca khúc vừa rồi là Khiết Linh mới vừa phát hành của nhạc sĩ Dinh Tuấn Nam, mà ca khúc có tên Muốn Cưa Hay Được Cưa ạ. À, Muốn Cưa Hay Được Cưa nha quý vị. Tại vì biết sao không, thường là mình hát nhạc của mình đó, mình tự tin lắm. Và rõ ràng bản thân anh Phương Hiếu thấy Linh ra với một vẻ ngoài rất là dễ thương và xinh xắn. Và cái sự ngọt ngào này chắc chắn là làm bốn chàng trai ở trong phòng chờ chắc là hào hứng dữ lắm phải không ạ? Các chàng trai ơi, thấy thế nào ạ? Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em xin chào anh Phương Hiếu. Dạ, con xin chào bốn cô chú và cùng toàn thể tất cả quý vị và các bạn có mặt tại chương trình Thông Gia Song Đấu ngày hôm nay ạ. Em là Thái Khiết Linh, em đến từ Đắk Nông và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quá dễ thương và ngọt ngào. Trong bốn cô chú này, nếu mà hôm nay mà mình được đó là coi như là mình phải đổi cách xưng hô đó. Dạ. Đổi cách xưng hô gì nhỉ? Dạ ba mẹ. À, dạ chào ba mẹ. Được ha, được hát các cô chú. Cái bộ lanh đó chưa vậy chơi là bắt bài liền. Khi mà mình đến với chương trình Thông Gia Song Đấu, đâu là động lực để khiến cho Thái Khiết Linh có mặt tại đây ngày hôm nay? Dạ tại vì ở trên mạng có rất là nhiều chàng trai nhắn tin thả thính rồi tán em. Ừ, nhưng mà em là cả... tán em. Là tán tỉnh, dạ, là cưa, là cưa, cưa. Dạ, đúng rồi. À, nhưng mà em cảm giác đó là một cái thế giới ảo. Cho nên là em đã tìm kiếm tới chương trình Thông Gia Song Đấu. Em muốn tìm kiếm cho mình những điều chân thật nhất, được trò chuyện và được cảm nhận từ trái tim chân thành nhất khi mà mình tiếp xúc trực tiếp. Hay quá. Dạ, để mình tìm kiếm cho mình một chàng trai biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ mình, đồng cảm, thấu hiểu với mình để bước tiếp trên con đường tương lai cùng với em ạ. Anh nghĩ rằng đây là một lựa chọn rất là bản lĩnh của cô gái hiện đại ngày nay. Tại vì rõ ràng, đúng như Thái Khiết Linh chia sẻ, ngày nay mình tìm kiếm một người nào đó dễ quá. Mình lên mạng cái mình quẹt trái, quẹt phải cái mình gặp rồi. Phải không? Nhưng mà mình không biết người ta như thế nào, rồi mình cũng không biết là cái profile đó, cái nhân thân của họ ra sao. Mình đến đây để an tâm hơn. Dạ, đúng rồi ạ. Ừ, được. Rồi kinh nghiệm tình trường của mình chắc cũng dữ dội lắm nè. Dạ, mọi người chắc nghĩ em yêu nhiều lắm nhưng đúng. Mà em... Dạ em yêu có hai mối tình. Hai mối tình? Dạ nhưng mà thời gian nó ngắn lắm. Hai mối tình, mối tình đầu tiên là năm cấp 3. Mối tình thứ hai là thời sinh viên. Dạ. Tình cấp 3 là mình tình thơ đi. Dạ đúng rồi, tình thơ là lúc đó em yêu chỉ là nắm tay thôi. Còn tình sinh viên tại vì sao chia tay? Em ghét nhất là sự lăng nhăng trong tình yêu. Tại vì bạn trai em là diễn viên, bạn ấy rất là đào hoa. Nhưng mà em có cái tính của em là em muốn gọi là quản người yêu. Dạ. Quản người yêu? Có nghĩa là... Sao gọi là quản người yêu? Quản có nghĩa là em muốn tất cả những gì của bạn trai em phải biết. Ờ đúng cái đó đúng mà, cái dạ. Đó bình thường. Dạ, đó là kiểm soát cái anh, là tin nhắn, điện thoại hay gì là em phải biết. Nhưng mà bạn trai em thì lại giấu, là cài mật khẩu các thứ luôn. Nhưng mà tới một ngày em biết được cái mật khẩu của bạn ấy, cho nên là em đi vô, em xâm nhập vô điện thoại của bạn ấy. Em xâm nhập vô điện thoại của bạn ấy? Em xâm nhập vô. Em phát hiện? Em phát hiện ra trời ơi, một bầu trời sụp đổ đối với em luôn. Là bạn ấy nhắn tin với nhiều cô khác dạ, nhau. Dạ rất là nhiều luôn ạ. Dạ.
Hôm đó là em khóc nguyên một ngày luôn. Em không làm bất cứ điều gì, em không ăn uống gì. Dạ. Có nghĩa là giống như là mình mất đi cái niềm tin. Niềm tin, dạ đúng rồi. Mất niềm tin trong tình yêu luôn. Từ thời điểm là sinh viên tới thời điểm này thì tại sao mình vẫn chưa có thêm một mối tình mới? Dạ tại vì sau cái mối tình đó em rút ra được rất là nhiều bài học. Đó là kinh tế. Lúc đó bọn em còn là sinh viên á, cho nên là chưa có kiếm ra tiền nhiều. Cho nên là nhiều lúc cũng cãi nhau về chuyện tiền bạc. Cho nên là em chia tay cái mối tình đó là em quyết định tập trung vào công việc. Em chạy xô, em đi kiếm tiền. Dạ, thời gian em không có để cho tình yêu luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà nhiều lúc muốn một mình lắm quý vị, nhưng mà thật sự rất là cô đơn. Muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Dạ đúng rồi, nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Dạ. Cho nên là hôm nay em quyết định là tới đây tìm kiếm cho mình một nửa yêu thương còn lại. Dạ. Sẵn sàng mở lòng rồi ha. Dạ, mổ tay thôi đi quý vị. Anh Hiếu nghĩ rằng là cái việc mình muốn biết tất cả những thứ về một người mình yêu thương nó không có gì là sai hết á. Dạ. Thậm chí trong mối quan hệ của anh và người yêu đi thì cái gì của anh bạn ấy cũng biết, cả cái bát wifi lộn, cả cái bát điện thoại hay là cả cái bát email bạn biết hết, tại vì mình không có gì để giấu. Nhưng mà khi mà bạn anh biết được rồi thì bạn anh không bao giờ chủ động cầm cái điện thoại để kiểm tra. Đúng rồi, phải cho người ta cảm giác an toàn đúng không anh? Đúng. Phải cho đối phương có cảm giác an toàn. Mặc dù người ta biết mà người ta không có tò mò bao giờ. Dạ, đúng rồi. Tại vì mình tạo niềm tin bằng cái hành động và sự quan tâm hàng ngày. Dạ. Hy vọng rằng ngày hôm nay với cái quan điểm rộng mở của mình và mình đã sẵn sàng mở lòng mình ra thì bốn chàng trai trên kia ơi, hãy quyết tâm, nỗ lực cùng với gia đình của mình để chinh phục cô gái này nha. Thái Kiết Linh, một tràng vỗ tay nữa chào đón em đến với chương trình. Ngoài công việc ca hát thì mình có làm gì nữa không nè? Dạ, ngoài ca hát thì Kiết Linh còn đi dẫn MC. À, dạ, và đi làm mẫu ảnh nữa. Dạ. Dạ. Có kinh doanh gì thêm không? Dạ, em có mở hai tiệm salon tóc, ở một cái ở Gò Vấp và một cái ở Bình Tân. Dạ. Trời ơi, quý vị còn gì để nói nữa. Bốn chàng trai bên kia cẩn thận nha. Người ta là giỏi giang, vừa đi hát nè, vừa có bài hit nè. Bên cạnh đó người ta còn kinh doanh thêm và đang làm chủ của salon tóc nữa. Vậy thì quá là tuyệt vời. Thưa quý vị, và Thái Kiết Linh đến đây không chỉ có một mình mà còn có cả hội đồng người thân cùng đến đây để đưa ra quan điểm tư vấn cho Thái Kiết Linh lựa chọn đúng nữa. Vậy thì chúng ta cùng chào đón hội đồng người thân của Thái Kiết Linh, xin mời. Dạ thưa, với bốn gia đình nhà trai, đây là đại diện gia đình nhà gái. Chúng ta cùng nghe gia đình nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, xin mời vị ở giữa ạ. Xin chào MC Phương Hiếu và bốn anh chị của bên đàn trai và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Lam Anh, tôi là mẹ của Kiết Linh. Dạ. Quý vị thấy không? Người ta thường nói là mẹ nào con nấy, là nét đẹp của mẹ sao là con gái đẹp y chang vậy. Thường hết trơn hết trọi. Mẹ sang trọng quá. Cảm ơn mẹ đã dành thời gian đến với chương trình. Hồi nãy Phương Hiếu nghe nói là Thái Kiết Linh ở Đắk Nông. Thì mẹ đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mẹ ở Đắk Nông xuống đây để tham dự với em ạ? Dạ, hôm nay con gái tham gia chương trình thì mẹ có từ Đắk Nông xuống. Đó. Con gái đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì thỉnh thoảng cũng có xuống thăm con. Nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng của con nên là nhất định mẹ phải xuống. Cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Ngay bây giờ chúng ta cùng làm quen với thành viên tiếp theo. Dạ, xin mời ạ. Dạ, xin chào bốn vị phụ huynh. Xin chào anh Phương Hiếu. Và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Mình tên là Lệ Hằng. Mình là chị họ của Thiết Linh. Và mình sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chắc là chị họ thể nào cũng tâm sự nhiều chuyện tình yêu cũng như chọn gu rồi đó. Chị em với nhau phải không? Con xin chào cô chú ạ. Và em xin chào anh Phương Hiếu. Xin chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Không Giao Sống Đấu ạ. Em xin phép giới thiệu em là Cao Anh Tài, là em trai cùng nghề với Kiết Linh. Bạn cùng nghề với Linh, như vậy là cũng là ca sĩ luôn phải không? Thì không biết là quý vị khán giả có cảm nhận như Phương Hiếu không nha. Dường như là Phương Hiếu thấy chắc Linh đâu đó cũng thừa hưởng cái điều gì đó từ gia đình của mình, là từ mẹ. Dạ không biết thưa cô là cô có làm trong nghệ thuật không? Cô có làm ca sĩ thế này nọ không ạ? Thực sự thì Kiết Linh cũng có thừa hưởng cái gen nghệ thuật của đó. Gia đình. Tại vì hai vợ chồng tôi á, trước đây cũng là đi hát cải lương, nhưng mà đi theo gánh hát. Bây giờ thì ông xã vẫn đang làm MC cho các tiệc rồi ở nơi tôi đang sinh sống. Thấy chưa, hèn chi là Linh làm vừa làm MC vừa làm ca sĩ là phải rồi.
Bây giờ mình có thể tặng khán giả một câu nào đó để cũng giống như là mình hồi tưởng lại thanh xuân tươi đẹp của mình được không ạ? Dạ, xin mời bốn anh chị của bốn gia đình đàn trai với quý vị khán giả nghe một câu ngắn trong tác phẩm Lan và Điệp. Dữ dội đó. Tuyệt vời. Dạ. Xin phép ạ. Xin phép ạ. Dạ xin mời ạ. Điệp ơi, vậy là anh đã quên đi lời hẹn ước. Có lẽ người ta đẹp, người ta sang, nhà sẽ rực rỡ, nên anh đắm anh sai, anh đã quên đi em người con gái quê. Hy vọng rằng với sự đầy đủ những cảm xúc là của chị họ là của bạn đồng nghiệp trong nghề và đặc biệt là có sự góp mặt của mẹ ngày hôm nay, chúc cho Thái Khiết Linh sẽ tìm được một chàng trai ưng ý nhất. Và các chàng trai đang ngồi trên phòng chờ ơi, hy vọng là các bạn cũng tung hết sức mình ra để chinh phục cô gái đặc biệt này về cho mình nha. Và thưa quý vị, như vậy là gia đình nhà trai và nhà gái chúng ta đã diện kiến với nhau rồi. Bây giờ còn chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu vòng đầu tiên của Thông Gia Song Đấu. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Chào đón quý vị, đây là vòng đầu tiên của chương trình Thông Gia Song Đấu mang tên Con Tôi Là Số 1. Không phải bàn cãi nữa, những người con trong gia đình luôn luôn là tài sản quý giá nhất của những người làm cha làm mẹ. Khi mà tiếng lòng họ cất lên chia sẻ về con mình, đó là cả một niềm tự hào. Trước khi gặp gỡ với các gia đình nhà trai, chúng ta cùng nghe xem là mẹ nhà gái sẽ xem là con gái của mình trong gia đình là một cô nàng ra sao. Dạ mẹ ơi, ở nhà mẹ thì Linh là một cô con gái như thế nào thưa mẹ? Xin chia sẻ với mọi người cũng như là bốn anh chị. Thì con gái Khiết Linh của tôi á, có một cái tính cách rất là mạnh mẽ, cầu toàn. Làm cái gì cũng cầu toàn. Dạ. Cái thứ hai đó là thích là con làm. Cả gia đình có một mình con theo đuổi âm nhạc. Con đã không thích thì có làm cách nào con cũng sẽ không thích. Theo mẹ, nếu như vậy thì chàng rể như thế nào sẽ phù hợp với con gái của mẹ? Điều đầu tiên của một chàng rể của mẹ đó là chung thủy. Điều thứ hai, mẹ nghĩ là Linh sẽ thích một nửa của mình phải là một người mà gọi là tế nhị một chút. Tế nhị? Cảm thông cho con một chút, bởi vì cái công việc của con á là ca sĩ nè, MC thì con cũng đi tiếp xúc với rất là nhiều người. Dạ. Và cái người đàn ông bên cạnh con mà không tinh tế, dạ, thì sẽ rất xảy ra cái chuyện là ghen tuông. Thì để xem là hai người bạn sẽ có những cái nhìn thấu đáo nào về Khiết Linh. Cho anh hỏi người, dạ, em đồng nghiệp. Ở Linh thì em thấy có điểm mạnh nào? Linh thì cũng đi diễn với em nhiều rồi, cũng xuất hiện ở nhiều chương trình. Khi mà Linh đi lưu diễn ở đâu là cũng heo rất là nhiều mấy bạn fan, rồi mấy bạn trai, tất cả bạn gái nữa rất là hâm mộ bạn, heo đuổi bạn. Về cái đó là tuyệt vời rồi. Còn điểm mạnh ở đây là nhiều sự thu hút. Yes. À, còn điểm yếu thì sao nhỉ? Có cái điểm nào cần khắc phục không? Chị họ Linh á, có một cái tính là hay kiểm soát người khác. Cho nên á, trong các mối quan hệ thì sẽ làm cho người ta cảm thấy gò bó và không thoải mái. Đó, cái này chỉ có chị họ thấu hiểu nhau mới chia sẻ thôi, phải không Linh? Xin mời nhà trai đầu tiên, xin mời ạ. Cảm ơn ba, mời ba về vị trí của mình. Dạ, em đoán đậm vừa rồi là diễn tả gì nhỉ? Dạ, con em thấy chú làm cái hành động này là ngôi nhà. Ngôi nhà? Dạ, em nghĩ đó là ngôi nhà. Xong chú làm như vậy là ngôi nhà thiệt là to, chắc là biệt thự. À. Dạ, vậy là con của chú có biệt thự.
Dạ, dạ em mà nghĩ... em biết sao ta gọi đó là biệt thự không? Dạ là tại nó bự thiệt á. Đúng rồi đó. Nhưng mà cái hành động lúc đầu như vậy là mình chưa hiểu là cái gì. Không biết là nhà gái có biết chú làm cái này là mô tả cái gì về con mình không ạ? À? Thật sự thì khi thấy anh thực hiện động tác thì đầu tiên thấy cái này là nghĩ là vặn ốc vít. Vặn ốc vít ạ? À? Xong tự nhiên thấy ngôi nhà xong lại to, thiệt là to. Có thể là gia đình giàu ấy, nhưng mà cũng chưa chắc đã giàu bằng nhà tôi. Nhưng mà theo tôi đoán á, thì con trai của anh á, làm thiết kế nội thất. Dữ vậy sao? Cũng có thể ha. Tại vì mô tả là những cái hình này dán ta thấy là đâu đó. Mà hồi nãy thật sự khi mà chú làm anh còn tưởng là chú đang bắt trend ở trên mạng xã hội. Meo 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 kêu vậy. Anh tưởng là chàng trai này so cute dễ thương. Không, chắc là cũng có lý do. Ngay bây giờ mời ba nhà trai số 1 sẽ tự hào giới thiệu về con mình. Với cái hành động vừa rồi là tôi thể hiện là gia đình tôi đầy đủ khả năng về tài chính. Và con trai tôi hiện tại đang theo học luật tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Có một lối sống rất là kỷ luật và có trách nhiệm với cái cuộc sống của mình. Cho nên nếu con chọn gia đình của chú, con sẽ được thoải mái về thời gian, không gian, cũng như không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề tài chính. Yeah, wow. Con đang học đại học luật phải không ạ? Nhà cửa thì cao ráo có đầy đủ phải không ạ? Khá thú vị chứ nhỉ? Em nghĩ sao về một gia đình, bạn trai, thậm chí là chồng tương lai có đầy đủ như vậy? Một chàng trai học luật em nghĩ là khá là trưởng thành và chín chắn. Dạ. Đó là trong cuộc sống, còn trong tình yêu thì có lẽ là học luật cho nên là chắc là bản tính nó cũng đi theo cái kiểu đi học luật á, là luôn theo khuôn khổ, luôn... Đâu đó rõ ràng đấy. Dạ. Đúng không? Rõ ràng. Mình phải ghi nhận cái người mà học luật là cái người đâu đó rõ ràng. Quy củ, quy tắc. Dạ. Dạ. Mẹ nhà gái thấy sao ạ? Thực ra thì con gái mình nghĩ là bản thân con, công việc của con là ca sĩ. Thì thời gian đi diễn rất là thất thường, và đi sớm về khuya. Như anh nói thì con sẽ được thoải mái về thời gian. Cái đó cũng là cái tốt, rất là tốt cho công việc của con. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là với một chàng trai học luật thì người ta có cái sự kỷ luật và nghiêm khắc. Chàng trai này có vẻ gia trưởng một chút. Nhà của anh chị thì nói là thoải mái về kinh tế này kia, nhưng mà mình cũng chưa biết được. Đó, còn con gái tôi á, thì nó lại chủ động về kinh tế bởi vì nó tự kiếm ra tiền. Dạ. Bản thân nó bây giờ đi hát, đi làm mẫu, làm MC thì cũng khá là nhiều show và cũng có tiền rồi. Đó, nên là khi mà anh ấy miêu tả là gia đình anh ấy đầy đủ kinh tế, nhà rất là to và con sẽ thoải mái, nhưng mà cũng mình cũng chưa biết được là nhà anh to như thế nào, rồi nhà anh nằm ở đâu, rồi hay là mình cứ nói như vậy để mà mình đưa ra để là một cái điều gì đó hấp dẫn chẳng hạn. Yeah. Nhưng mà nhà tôi cũng to. Nhà tôi cũng to. Nên là có thể là môn hăng hậu đối. Nhưng mà tuy nhiên thì về tính cách của con trai anh với con gái tôi thì tôi nghĩ là có thể cần phải xem xét lại. Dạ. Thôi nó cũng hợp lý chứ phải không? Ba nhà trai. Tại vì như vậy là rõ ràng chúng ta nhà to cũng có nhà to đít, nhà to đát. Nhà to ở quận nhất nó khác với nhà to Hóc Môn chẳng hạn, phải không ạ? Nó giá trị nó khác nhau hẳn. Và ba nhà trai có gì muốn nói không ạ? Cảm ơn chị đã có nhận xét sơ bộ về con tôi. Mặc dù là học luật là theo truyền thống của gia đình, một vẻ ngoài rất là thanh lịch, cuộc sống rất là sành điệu, yêu thích du lịch và chụp ảnh. Và nếu như con gái của chị mà chọn con tôi thì tôi tin chắc rằng sẽ có được những cái bức hình đẹp, những cái phong cảnh đẹp để đưa lên trên mạng, trên YouTube. Và cũng là sẽ là một người hỗ trợ đắc lực ở dưới sân khấu cho cô ấy. Phù hợp ha? Phù hợp. Thích chụp hình đẹp chứng tỏ rằng đây là chàng trai có máu nghệ thuật. Con trai tôi là tuyệt vời nhất. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị,
chưa chỉ chân. Mà nhà trai số 1 giới thiệu hoành tráng quá. Nào là con trai của mình vừa cao ráo làm người mẫu, tuyệt vời, học luật mà có nhà to nữa. Chắc là ba gia đình nhà trai còn lại cũng hơi rén ha. Vâng, xin mời nhưng mẹ mà, nhà nhưng trai. Nhưng mà theo dạ, xin em xin một câu nữa là dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng chưa biết được như thế nào. Bởi vì sao? Tôi nghĩ là nhìn anh thì đúng là cũng rất là phong độ. Tôi cũng hình dung ra là con trai anh nó sẽ nhận những nét đẹp của anh và của vợ anh. Là tôi cũng nghĩ là chàng trai này là đẹp trai rồi. Dạ. Nhưng mà về cái phần mà kinh tế thì một chàng trai mà vừa học luật nhưng lại thích đi ra bên ngoài. Ví dụ vậy thì có bị đối lập quá về cái tính cách không? Hay là cậu ấy đang mong muốn một cái gì khác? Hay là học mà theo sự sắp xếp của gia đình à. Đó, đó, bây giờ là chỉ cần mình so sánh một chút xíu. Nhưng mà mình thôi mình nói chốt lại là bây giờ mình chốt lại là nhà mình ở đâu, địa điểm nào và to thật hay không. Vậy thôi. Vô vấn đề. Cảm ơn chị đã có lời khen và chia sẻ như vậy. Và gia đình chúng tôi hiện đang sinh sống ở bên quận 7. Và con trai tôi không phải cứ học luật là lúc nào cũng cứng ngắc. Sở thích du lịch và chụp hình của con tôi thì nghĩ chắc nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cái việc học của cháu. Hy vọng với những chia sẻ từ ba của nhà trai để giúp cho nhà gái có thêm những thông tin để mình lưu ý mẹ ha. Và bây giờ chúng ta cùng xem là liệu rằng khi mà ba nhà trai số 1 đã thể hiện quá tuyệt vời như vậy với những thông tin rất là hấp dẫn dành cho nhà gái thì mẹ nhà trai số 2 sẽ dùng hành động dễ thương gì để diễn tả về con của mình. Dạ, mời mẹ bắt đầu. Cảm ơn mẹ về vị trí ạ. Cái này làm mình hoang mang nè nha. Cái này là căng à. Dạ, nhà gái nghĩ sao với hành động này ạ? Dạ, em nghĩ là chàng trai làm thám tử tư ạ. Thám tử tư? Vì sao em phân tích thám tử tư được? Dạ, vì cái hành động là giống vậy là mình giữ bí mật á. Giữ bí mật? Dạ. Không nói dài hết? Dạ, đúng rồi. Chỉ đăng mạng xã hội thôi. Dạ, đúng rồi. Cái hành động này làm mình suy nghĩ. Mẹ thì thấy sao mẹ? Mẹ thì lại nghĩ là con trai của chị có thể làm công an hoặc cảnh sát. Dạ, tại sao ạ? Cũng cái hành động này có thể là những cái điều bí mật cần phải cất giấu và bí giấu mật. Chính bản thân mình để không ai biết mình làm cái nghề đó. Dạ, em thấy sao? Em thì nghĩ đây là một chàng trai kiệm lời ít nói. Kiệm lời ít dạ. nói. Bây giờ mẹ hãy dùng lời lẽ của mình để cho chúng tôi được biết vì sao con của mẹ là con tôi là số 1 mẹ nha. Xin mời. Vâng, với cái hành động vừa rồi á là con tôi ít nói nhưng rất chăm chỉ siêng năng làm việc và đặc biệt kiếm tiền rất là giỏi. Vâng, nếu như lấy được con trai của tôi á thì khỏi phải suy nghĩ gì, nó rất là chăm chỉ và trong chuyện trong gia đình tất cả mọi chuyện đều lo quán xuyến làm hết. Quá tuyệt vời. Thì con tôi rất tuyệt vời. Con tôi là số 1. Dạ. Trước hết là cảm ơn chị về những lời chia sẻ. Bản thân tôi thấy chị rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Là một người mẹ chăm con rất là kỹ. Và tuy nhiên thì tôi nghĩ là một chàng trai ít nói, một chàng trai kiệm lời thì họ chỉ có hành động thôi. Nhưng mà những tôi sợ như vậy thì người ta... Bạn ấy cục tính. Dạ. Tôi sợ bị cục tính bởi vì là những người ít nói á, thì người ta thường hành động. Mà hành động thì hay cục xúc. Ví dụ vậy. Nên là nóng tính. Thì bé Linh thì cũng khá là cá tính nữa. Thì hai cái cục nó gặp nhau, tôi sợ là nó nổ bùm lên một cái thì cũng nguy hiểm. Với một điều nữa là tôi cũng thắc mắc là một chàng trai mà chăm chỉ quá làm hết tất cả mọi chuyện thì con gái tôi về á, không làm gì hết, lỡ nó hư thì sao? Đó, nó hư thì sao? Đúng không? Bởi vì là chồng làm hết rồi, mình không dạ có gì để làm. Mà con gái của mẹ về sung sướng mẹ cũng không chịu luôn. Không, mẹ cũng lo chứ. Rồi nó sinh hư thì sao? Ví dụ như vậy. Mẹ nói là chàng trai kiếm tiền rất giỏi. Thì bây giờ lương của bạn ấy đã được bao nhiêu rồi? Bạn ấy đã mua được cái gì cho mình chưa? Dạ. Đó. Cũng xin chia sẻ với bên nhà gái.
là bạn ấy đã mua được một cái nhà to cho mẹ ở. Bạn ấy rất giỏi và rất hiếu thảo. Bạn ấy là một kiến trúc sư. Em nghĩ sao về một chàng trai làm kiến trúc sư? Em nghĩ chàng trai về một kiến trúc sư thì cũng khá là kỷ luật đó anh. Dạ. Rồi theo như lời nói của mẹ thì anh là một người rất là ngọt ngào, biết quan tâm yêu thương gia đình. Thì nếu mà em về nhà mẹ thì anh cũng sẽ yêu thương và quan tâm như vậy. Đặc biệt ở những chàng trai làm công việc kiến trúc sư đó, đó chính là sự chi tiết và tỉ mỉ. Dạ. Rất chi tiết, rất tỉ mỉ, đâu đó rõ ràng, thậm chí phác họa cuộc sống của mình y như một bạn vẽ thiết kế một ngôi nhà thật là đẹp và hạnh phúc vậy đó. Cho nên mình hoàn toàn có quyền tin tưởng và có điểm cộng ở chàng trai này, phải không mẹ? Dạ, chúc mừng gia đình số 2. Dạ, xin mời ba nhà số 3 chúng ta lên sân khấu để thể hiện hành động diễn tả về con trai của mình nha. Cố lên ba. Mẹ nghĩ là chàng trai này làm thầy giáo. Làm thầy giáo. Có thể là viết bụi phấn nó bay thổi phù. Thì mẹ đoán là làm thầy giáo. Dạ. Nếu mà làm thầy giáo thì cũng được. Bởi vì những người làm thầy giáo thì họ hay nền tính. Dạ. Bởi vì họ phải có tình yêu thương. Dạ. Chia sẻ để mà... Tại vì thầy giáo là lớp rất là đông. Ừ. Mà ví dụ như các bạn học sinh thì thường hay quậy mà. Đó, thì thầy giáo phải là một người rất là bao dung, rất là nền tính thì mới quản được lớp, rồi dạy các con, truyền tải giáo dục tới cho các con. Thì chàng trai này mẹ nghĩ là sẽ điềm tĩnh nè. Đó, nhẹ nhàng nè. Đó, rồi cũng tâm lý nữa. Dạ. Chưa gì đâu mẹ cũng thấy chấm chấm rồi đó. Nghĩa là mẹ thích một chàng rể tương lai làm thầy giáo. Có thể là như vậy. Đó là quan điểm của mẹ, còn chị họ thì sao? Dạ em thì thấy ngược lại. Thầy giáo thì điềm đạm lắm anh. Nó không có vui. Nó... Dạ, tại cuộc sống nó trầm lặng quá, không có nhộn nhịp. Dạ, còn đây là cô nàng đầy năng lượng. Dạ đúng rồi. Bây giờ để nghe xem là ba nhà số 3 tự hào giới thiệu vì sao con của ba là số 1. Mời ba. Cái hành động vừa rồi á, là đây là cháu. Nó làm bên ngành địa ốc bất động sản mà nó rất là sạch sẽ, kỹ tính. Cái về nhà là nó hay lau chùi rồi nó thổi bụi này kia. Cho nên mình thấy nó hay làm vậy thì bây giờ mình cũng như là mình làm cái động tác vậy á. Người ta thường nói là dạy con từ thở còn thơ. Cho nên cuộc sống của mình là dạy cho cháu nó có cái tập tánh là biết yêu thương gia đình. Quan trọng là cháu rất là kỹ tính, là coi như là làm cái gì á là cháu phải làm cho tới. Và quyết định là phải được. Nếu mà con á, mà về được gia đình của chú á, thì con sẽ sướng cái như thế này. Vì cuộc sống hiện giờ, hiện đại, không phải mình nói về đồng tiền. Có tiền nhiều chưa chắc là hạnh phúc. Nhưng cuộc sống với gia đình biết là hạnh phúc là mình tạo ra, là mình phải thông cảm, phải hiểu biết. Và mình sẽ biết chia sẻ với lại cái người bạn đời của mình. Dạ, cho nên con tôi đặt là số 1. Mấy người đã biết sao ạ? Mẹ sợ một người đàn ông kỹ tính lắm. Mẹ là mẹ thích ở dơ hay sao ạ? Không phải là ở dơ, nhưng mà nếu mà một người mà quá sạch sẽ, quá kỹ tính, mà so với công việc của con gái cũng hay đi diễn nhiều. Đầm rồi, vì ví dụ những ngày trời mưa, trời nắng rồi đi tỉnh này kia, nó dơ, hoặc là con make up nhiều. Về tẩy trang mà lỡ con có rớt cọng mi hay là bông tẩy trang, ví dụ chưa có kịp dục chẳng hạn, thì ví dụ chồng con mà có vô á, nhìn thấy là nhau mày là sẽ nói là lần sau này kia rồi kia. Mẹ sợ, kỹ tính quá cũng sợ con. Kỹ tính không, quá mẹ, cũng sợ. Không mẹ, chàng trai bên đây không có nói đâu, nhào vô là vệ sinh liền chơi vợ mình. Thôi, mà. Mẹ cũng sợ đúng lắm. Đúng, người ta này kỹ là người ta kỹ để người ta làm, chứ không phải người ta kỹ không. Là người ta đánh giá. Mẹ xem phim nhiều rồi, mẹ thấy những người đàn ông kỹ tính á, sạch sẽ quá mức, nguy hiểm lắm. Tác hại của việc lướt mạng xã hội quá 180 giây. Thật ra là mẹ chắc chắn là phải có điều gì đó hiểu về con gái của mình, cho nên mẹ mới quan ngại điều này, phải không mẹ? Đúng là những chàng trai kỹ thì vẫn tốt, nhưng mà cái gì quá thì nó cũng không tốt. Bao giờ những người làm cha làm mẹ có con gái đi làm dâu mà thì cũng rất là lo. Nhưng mà với tư duy của anh chị thì nghĩ là sẽ coi con dâu như con gái. Nên là con gái mình có thể sẽ đỡ hơn chút. Dạ, đâu đó cũng có điểm cộng, phải không mẹ? Rõ ràng có điểm cộng. Chúc mừng nhà trai số 3.
Dạ mời mẹ bắt đầu. Tự lý không hiểu luôn á, không biết là nhà gái hiểu không à. Ba người hội ý chắc không biết đây nở hoa hay là cái gì luôn. Dạ, không biết là cuộc sống nở hoa hay bế tắc phải không? Dạ đúng rồi. Mẹ suy nghĩ quá không nghĩ ra. Mẹ không nghĩ ra. Em trai nghĩ ra không? Miêu tả cái tính cởi mở. Cởi mở, đúng rồi. Dạ. Cởi mở. Còn chị họ? Dạ em thấy bước tới bước lui giống như người mẫu, chắc là cuộc sống nó thoải mái vô tư. À, cuộc sống thoải mái vô tư. Thật sự mình phải ghi nhận là cái hành động rất là dễ thương. Đâu đó mình thấy cái sự dịu dàng chắc đến từ mẹ nhiều hơn là diễn tả về con trai của mẹ. Còn em thấy sao? Em đoán được gì không? Em đoán là một chàng trai thông minh, dễ thương, gọi là có nhiều tiếng thơm trong cuộc sống. Có nhiều tiếng thơm trong cuộc sống. Ở đâu mà em bật ra được cái tiếng thơm này vậy? Tiếng thơm là gọi là đi đâu cũng được người ta khen. Dạ. Dạ thưa mẹ, nãy giờ là phỏng đoán của nhà gái thôi. Cụ thể hành động vừa rồi của mẹ diễn tả điều gì về con của mình, cũng như vì sao mẹ lại muốn chia sẻ con của mẹ là số 1. Mời mẹ. Cái hành động vừa rồi của mẹ đó là nói về đứa con của mình, là nói nhiều. Nói nhiều nhưng mà nó không có nói huyên thuyên. Tuy là nói nhiều nhưng mà nói rất là hay. Nếu mà con á mà chọn con trai của cô á thì cái miệng nó nói chuyện ra thì nó rất là tốt cho công việc của con. Ở nhà rất là ngoan, hiền nhưng mà không nhút nhát, sống rất là tình cảm, thương yêu và chia sẻ với mọi người. Đặc biệt nữa là biết nấu ăn nữa, nấu ăn rất là ngon. Cho nên đó là luôn luôn con trai của mình là số 1. Em nghĩ sao về chàng trai biết nấu ăn? Em biết nấu ăn không? Dạ biết. Em nấu ăn ngon không? Dạ cũng tạm. Tạm. Ngon đối với em thôi. Ngon đối với em nấu, thường nấu với gia đình mình ăn không? Dạ thường nấu. Nếu mà giờ có một người yêu ngày nào cũng nấu đồ ăn cho em ăn, chờ em về ăn cơm cùng, em về nhà là có đồ ăn ngon thơm nóng hổi, em thích không? Em vui lắm luôn. Em vui lắm luôn đúng không? Em đi hát về cái bụng đang đói mà có người nấu cho em, đợi sẵn cho em, dọn sẵn cho em ăn, trời ơi. Là em ăn hết luôn? Dạ ăn hết luôn. Cả đồ ăn và anh ấy. Dạ. Dạ mẹ nghĩ sao về chàng trai như vậy ạ? Thật ra thì mẹ của bạn số 4 cũng chia sẻ không có nhiều về chàng trai. Dạ. Nhưng mà với mẹ cảm nhận thì chàng trai nói nhiều cũng là một cái điều tốt, tại vì sẽ làm cho cuộc sống của mình luôn luôn vui vẻ. Hình như ở bên đó rút kinh nghiệm ở bên kia, kiệm lời, cái bị bên đây sợ kiệm lời là cọc cằn, cái bên đây tung chiêu ra là nói nhiều nhưng mà nói vừa phải, đâu đó có chiến thuật đó mẹ. Thì một chàng trai mà vui vẻ thì sẽ cho con một cuộc sống vui vẻ. Đúng. Và nó có nhiều màu sắc trong cuộc sống. Nó không có quá bị nhàm chán. Dạ. Bởi vì con cũng là một cái đứa mà nó tính cách nó cũng sôi động. Dạ. Vui vẻ, năng động. Thành ra một chàng trai như vậy thì có thể hai đứa sẽ hợp nhau ở một số cái gu nào đó. Thế tuy nhiên thì nếu mà nói nhiều quá thì hơi bị đau đầu. Đúng. Và mình cũng chưa biết là chàng trai làm nghề gì. Đúng rồi. Đó, có thu nhập chưa? Dạ. Có lo được cho con hay không? Đúng rồi. Rồi cậu ấy công việc như nào? Đối với ngoài cái việc nấu ăn ngon ra thì cậu ấy còn làm gì nữa không? Dạ đúng rồi. Mẹ nhà trai có bổ sung thêm không ạ? Con trai của tôi á là sinh viên về marketing. Ngoài đi học ra thì còn tham gia hoạt động nghệ thuật nữa. Nói chung á là rất là vui vẻ và hòa đồng với mọi người, mà đặc biệt á là biết thương yêu chia sẻ và lại hiếu thảo nữa, cho nên á là luôn luôn con ai số 2 không biết, nhưng mà con tôi cứ mãi là số 1. Sinh viên marketing mẹ. Dạ. Cái nghề marketing là một cái nghề, nói thiệt là nó như một cái đấu trường vậy. Dạ chính xác nha. Đó, đây là con chưa đi làm. Dạ. Con mới là sinh viên thôi. Thì con còn đang vui vẻ với bạn bè hoạt động. Hiểu. Nhưng đi làm rồi thì nó sẽ nảy sinh rất là nhiều vấn đề. Bởi vậy người ta nói chỉ có những bậc phụ huynh làm cha làm mẹ rồi, từng trải rồi mới có tầm nhìn xa thôi. 10 điểm cho mẹ nhà gái. Rõ ràng cái nghề marketing đó là một đấu trường thưa quý vị.
phải đấu trí với nhau để quảng bá một chiến lược, quảng bá một sản phẩm, vân vân và vân vân. Cho nên khi mà ra làm nghề marketing rồi không thể nào hiền được đâu. Chắc chắn là phải có cái gì đó mới trụ vững lại được. Đây cũng là cái tầm nhìn xa của mẹ nhà gái. Quan trọng ngay lúc này, gia đình nhà gái phải hội ý thật là kỹ để đưa ra quyết định xem đâu là chàng trai ít phù hợp với con gái nhà mình nhất. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Mẹ nhà gái với sự từng trải của mình, đặc biệt là thấu hiểu con gái của mình vô cùng, thì mẹ nhà gái sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Đâu là chàng trai mà mẹ nhà gái muốn dừng cuộc chơi qua những thông tin mà nhà trai vừa chia sẻ? Mời mẹ đưa ra quyết định cuối cùng. Trước khi mà dừng cuộc chơi một gia đình nào đó, thì bên đàn gái xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới bốn anh chị của bốn gia đình đã tới đây để tham gia chương trình cũng như là giao lưu học hỏi. Thực sự thì cả bốn gia đình tôi đều rất là đắn đo, không biết là lựa chọn gia đình nào hết á. Quyết định cuối cùng của gia đình tôi xin phép dừng cuộc chơi của gia đình xin phép dừng cuộc chơi của gia đình số 4 ạ. Số 4 ạ. Dạ thưa mẹ, vì sao lại dừng cuộc chơi với gia đình số 4 ạ? Tại vì cũng rất là xin lỗi chị, bởi vì là phải dừng cuộc chơi sớm như vậy. Nhưng mà em chỉ có bé Linh là rất là con út, cũng là còn mỗi mình bé chưa lập gia đình thôi. Và cái nữa là mẹ cũng lo con của chị còn đang là sinh viên, chưa thể lo cho con gái của tôi được. Và cái nữa là con gái tôi thì đã đi làm rồi, mà một sinh viên với một người đi làm rồi nó sẽ có những cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Bởi vì bạn sinh viên thì bạn vẫn còn vô tư lắm, bạn chưa lo được gì cả. Còn con gái em thì đã đi làm rồi, thành ra là sợ là hai đứa sẽ không có sáp lại được với nhau, nên mới xin phép dừng cuộc chơi của gia đình số 4. Dạ thưa mẹ, nhưng mà tại vì ở trên hàng ghế của nhà trai có tận hai gia đình có cậu con trai đang là sinh viên, vì sao mình dừng cuộc chơi với gia đình số 4 mà không phải là gia đình số 1 thưa mẹ? Thực sự thì cũng một phần chia sẻ với chị là em cũng khá là kỹ tính về cái nghề marketing. Dạ. Mẹ thông cảm nha. Thông cảm dùm em, bởi vì là cái nghề này nó cũng nó như một cái đấu trường như em mới nói. Và một người đàn ông rất là bản lĩnh, khi mà bước ra học xong đi ra ngoài đi làm, nó sẽ có rất là nhiều những cái sóng gió va vấp cuộc đời. Bởi vì cái nghề marketing nó cạnh tranh dữ lắm. Yeah. Và có thể là bạn ấy mang cái nhiệt huyết trong sinh viên ra ngoài đi làm, nhưng khi gặp sóng gió bạn ấy xử lý chưa được thì sẽ có những cái vấn đề trong cuộc sống, nhất là trong tình yêu. Bạn ấy sẽ phải dồn hết sức lực của mình vào cái công việc hiện tại để bạn giành lấy một cái gì đó cho mình, thì lúc đó con gái mình có thể là sẽ bị bỏ rơi. Mình sợ điều đó. Cảm ơn chị là chị đã từ chối phía con trai của bên nhà tôi. Mà hiện tại bây giờ chị chỉ nhìn thấy bây giờ thôi, chứ còn về tương lai tôi vẫn tự hào với con của tôi. Cháu Linh và con trai của tôi chưa có gặp nhau. Nếu mà hai đứa mà còn gặp nhau nữa đó, biết đâu nó lại thấy hợp lúc đó đó. Mà chị có suy nghĩ lại thì tôi thấy cũng đã muộn rồi. Dạ. Don't forget I know you.
Bây giờ nhà gái thế sao khi thấy cậu con trai của gia đình số 4 xuất hiện tại đây ạ? Mình có thay đổi quan điểm không ạ? Mẹ thì thấy bạn nam rất là đẹp trai. Dạ. Cũng thừa hưởng nét đẹp của mẹ mà bước ra cũng rất là phong độ nè. Đó, rồi có thể hiện tính cách của con. Nhưng mà bác rất là xin lỗi vì phải dừng cuộc chơi của gia đình con ở đây. Nhưng mà bác chỉ mong rằng là với cái quan điểm của con, cách sống của con thì sau này con sẽ thành công trên những gì con lựa chọn. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn. Mẹ nhà gái vẫn giữ quan điểm là thấy không phù hợp, phải không ạ? Dù cho bạn ấy xuất hiện tại đây. Còn chị họ thấy sao? Có vẻ trầm tư và nhìn cái chàng trai này rất là nhiều. Dạ, thấy chàng trai này là khá đẹp trai cho nên khá cũng hơi trai. Tiếc. Dạ. Hơi tiếc thôi đúng không? Dạ. Vẫn giữ quan điểm chứ không có gì mới nữa cả. Dạ, đúng rồi. Dạ. Linh ơi, nào, với em thấy bạn xuất hiện tại đây, em có cảm xúc gì hay không? Chào bạn nha. Chào chị. Dạ, chào chị. Thật là tiếc. Hả, chào gì? Chào chị. Trời ơi, chào chị. Đi kiếm người yêu mà người ta lên ôi, chào bạn. Chào bạn đi. Còn ổng qua ổng chào chị. Không, thì tại em 27 tuổi rồi. Mà cái kiểu này 27 không có quan trọng mà con trai gặp con gái người ta rồi mới chào chị. Bởi vì mẹ nhà gái dừng cũng đúng. Cũng vừa. Chứ không phải gì. Bắt tay dạ. Nha. Rồi, chào chị đi em. Chị chào em. Chị chào em. Rồi thôi lên đây dẫn mẹ xuống đây nha. Dạ, mời mẹ xuống sân khấu ạ. Rất mong là ngày hôm nay nè, với sự xuất hiện của hai mẹ con ở đây cũng như giới thiệu về con mình một cách rất là tự hào, tự tin, bản lĩnh, hiền lành nữa, thì chúc cho em công việc sắp tới mình hoàn thành việc học để có một công việc ổn định, bản lĩnh tự tin hơn để giúp ích cho gia đình và cho cuộc sống này nữa. Và chúc cho mẹ sẽ tìm được một nàng dâu ưng ý trong thời gian sớm nhất nha mẹ nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Cảm ơn gia đình đã đến với chương trình ạ. Không sao đâu con. Dạ. Chúng tôi đã quay trở lại và đây chính là vòng 2 của chương trình Thông Gia Song Đấu mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có một phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có một phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Hy vọng rằng các bậc phụ huynh cùng với các chàng trai chuẩn bị lộ diện tại sân khấu này, chúng ta hãy mạnh mẽ lên để quyết tâm chinh phục cô gái xinh đẹp về cho gia đình của mình nha. Ngay bây giờ, chúng ta cùng gặp gỡ cậu con trai gia đình số 1. Xin mời! Lời nói đầu tiên em xin chào MC Phương Hiếu, nữ chính và gia đình nhà gái và bậc phụ huynh. Em là Bùi Trường Huy, đến từ gia đình số 1. Em đang theo học ngành luật kinh tế, trường Đại học Kinh tế Tài chính UF, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, yeah. Có vẻ hơi hồi hộp ha. Dạ. Yeah. Chưa bao giờ lên sân khấu lớn về tìm bạn gái đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Có hiểu chưa? Dạ, chưa. Chứ nói có ai cho đứng đây. Dạ. Yeah. Phải không? Nói như vậy để cho thoải mái, đừng run. Tại vì bây giờ là mình cần thiền bản lĩnh nhiều hơn. Biết là mình lên đây mình cũng ngại mà đi kiếm người yêu mà công khai đông người như vậy cũng khó lắm. Bây giờ tập trung mình sẽ có một phút nha. Để mình dùng lời nói của mình chinh phục nữ chính ngày hôm nay. Ha, hy vọng rằng em sẽ thành công. Rồi, đứng ngay đây. Mời Linh. Hay tạc ca đánh chưa? Dạ. Một phút thôi nha. Cố gắng sau một phút mình có thêm 30 giây nữa để thể hiện bất kỳ hành động nào để hấp hồn cô ấy. Được ha? Tim đập nhanh nha, thường có cảm xúc tim đập mới nhanh. Trời ơi, cái gì vậy? Không biết nữa. Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em có sở thích xem phim không? Dạ thích.
em muốn coi lịch là tháng này có một lịch mặt xấu á, em muốn đi coi chung với anh không? Lịch mặt xấu. Nếu mà sắp xếp được thời gian em sẽ đi. Dạ. Anh nhớ là em đang làm MC đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng may quá anh đang làm photographer, anh có thể đứng trước sân khấu và có thể chụp những bức hình đẹp cho em. Có vấn đề mà anh quan tâm là em có thể là nói về gu bạn trai của em là như thế nào? Gu bạn trai của em là cao, to, trắng, thơm, chín chắn. Dạ. Có nghề nghiệp ổn định, làm thu nhập ổn. Dạ. Anh chắc cũng đâu đó tầm khoảng đúng khoảng tầm cỡ tầm 80% của cái kiểu yêu cầu của em. 3, 2, hết giờ. Dạ xin lỗi quý vị, đúng tầm 80% là cái gì ạ? Cao, to, trắng, thơm, chắc không thơm. Đúng 80% cao to là có cao to nha. Trắng thì cũng có thể là không trắng bằng anh, nhưng mà cũng là một dạng người trắng chứ không đen đâu ha. Thơm thì chắc phải hử mới biết. Thôi thì bây giờ 30 giây tiếp theo nè. Hồi nãy mình nói mình thăm dò nhiều hơn, nhưng bây giờ là mình hành động nhiều hơn để mang lại những cái cảm xúc chân thành nhất. Lúc này trái tim của mình cảm nhận cái gì, hãy thể hiện bằng hành động. Chỉ có 30 giây, đây là 30 giây đắt giá để khiến trái tim cô nàng có động lòng hay không. 30 giây bắt đầu. Hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Rung vậy nè. Rung dữ lắm hả? Theo kinh nghiệm tình trường của em thì mức độ rung này là trải qua tình trường nhiều chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Kiểu giống như tâm chưa mới chưa từng trải. Dạ. Anh này kiểu gì? Như nhát gái á. Nhát gái? Dạ. Gì anh, đó mà đứng anh mà nhát gái vậy, ví dụ nhiều người tấn công em rồi anh giành em bằng cách nào? Đúng rồi. Trong khi đó anh như vậy, đúng không? Anh sẽ giành em bằng... Bằng cách nào? Anh học luật nên là anh sẽ giành lại công bằng cho mình. Ồ, dữ dội chưa? Rồi, đứng qua đây đây. Thật ra mà nói á, theo em, cái gu của em là thích một chàng trai đâu đó hơi hơi nhát gái như vậy hay là một chàng trai hoàn toàn chủ động? Dạ, em thích chàng trai hoàn toàn chủ động. Hoàn toàn chủ động hơn? Dạ. Em cá tính như vậy mà em vẫn thích chàng trai chủ động hơn? Dạ, đúng rồi. Tại ví dụ nhát quá thì em... em luôn là người chủ động á, em không thích, em là con gái em. Em không thích chủ động. Đôi khi nha, điều này chưa chắc nha, chưa chắc ở chỗ đông người người ta nhát như vậy mà không ở chỗ đông người người ta không chủ động nha. Không, em thích chỗ đông người, bạn trai của em phải là người chủ động cho em tất cả mọi thứ. Dạ. Bây giờ là lúc, dạ xin mời ba nhà trai số 1, chúng ta có thêm 1 phút nữa để thuyết phục gia đình nhà gái. Đây là cái thời khắc quyết định, tại vì với 1 phút này của ba sẽ có thể lật ngược thế cờ để con của ba tiếp tục có mặt trong vòng trong. Chào chị. Là chị đã diện kiến đây là con trai của tôi. Mặc dù cháu vẫn còn là sinh viên, nhưng xin mong chị sẽ suy nghĩ và chọn lựa cháu. Chị có cảm thấy rằng giữa hai cháu đứng với nhau rất là hợp, rất là đẹp đôi. Và tôi xin hứa với chị, những gì tôi đã nói ở vòng đầu sẽ được thực hiện trong tương lai. Dạ cảm ơn ba nhà trai. Cũng không quên nhắc lại cho quý vị, ở vòng đầu tiên thì nhà trai số 1 đã tự hào chia sẻ về con trai của mình. Chẳng những là học luật mà còn có một cái nhà rất là to, phải không ạ? Đảm bảo ở đây, đó chính là đảm bảo về cái cuộc sống sau này của con dâu tương lai sẽ không có màng đến cái việc khó khăn, túng thiếu nữa. Mà gia đình nhà trai là gia đình có vật chất. Thậm chí là em cũng đang học một ngành nghề hot và uy tín. Cho nên hy vọng với sự xuất hiện này sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho nhà gái, được không ạ? Dạ. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ cậu con trai gia đình số 2.
Dạ, chào anh. Nãy giờ trên phòng chờ chắc cũng hồi hộp lắm đúng không? Dạ. Thấy hết những chia sẻ ở dưới này, những diễn biến ở dưới này, cho anh hỏi thử, nữ chính ngày hôm nay em thấy như thế nào? Dạ, em thấy nữ chính rất là dễ thương. Rất dễ thương. Và rất là hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Em rất thích là tính cách đó. Dễ thích tính cách đó phải không? Dạ. Nếu là bạn gái của mình được không? Dạ được. Được. Hỏi như vậy có được liền. Vậy phải không mẹ? Quan trọng là mình thấy được là mình chốt đơn liền. Rồi, giới thiệu về mình một lần nữa cho mọi người được biết nha. Em là Nguyễn Anh Lộc. Hiện tại là em đang là diễn viên và ca sĩ. Dạ, hồi nãy mẹ giới thiệu em làm gì về kiến trúc đó. Dạ, diễn viên, ca sĩ là nghề chính. Còn nghề phụ của em là đang là bất động sản và quản lý kinh doanh. Bất động sản, quản lý kinh doanh. Diễn viên, ca sĩ là nghề chính thôi. Còn bất động sản, quản lý kinh doanh là nghề phụ thôi. Dữ dội chưa, chứng tỏ là cậu này cũng đâu đó có cái khả năng kinh tế rồi mới chọn ca sĩ diễn viên là nghề chính để theo đuổi đam mê đó mẹ. Còn cái công việc mà kiếm tưởng là nhiều tiền nhưng mà chỉ là nghề phụ của em thôi. Dữ dội chưa? Ôi mời em gái. Xích qua đây. Bắt tay cái bạn. Cho đỡ run. Lạnh. Em nóng không? Đây. Nóng nè, bên đây lạnh nè. Được đó. Âm dương hòa hợp. Bây giờ một phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Anh nghe nói mẹ của em nói em là làm hay tiếp xúc rất là nhiều người đúng không? Dạ. Thì chuyện đó thì anh có thể thông cảm được vì anh cũng làm nghề giống em. Cái quan trọng anh chú ý tới là anh yêu con người của em, anh yêu tính cách của em. Đó mới chính là điều anh để anh chú ý tới và có thể yêu thương, gửi hết tình cảm và lo lắng cho em. Anh yêu em Linh. Anh không biết là em có thích du lịch không? Dạ thích, du lịch, ca hát. Nghề nghiệp của em là hay đi sớm về khuya. Mà em còn không biết chạy xe máy nữa. Anh cũng khá là bận rộn à. Anh làm khá nhiều việc đúng không? Khi mà em alo cho anh tí nữa anh đón em được không? Tại vì đi về khuya, em sợ đi một mình. Thì anh có thể sắp xếp thời gian cho em được không? Tuy là... anh... hết giờ, tuy là hết giờ. Một phút ngắn ngủi lắm nhưng mà rõ ràng là chàng trai này biết cách tấn công và mang nhiều thông tin cho cô gái. Đó chính là cái sự yêu thương được trao gửi đi qua lời nói. Bây giờ là hành động để mang đến cảm xúc yêu thương. Mình có 30 giây, em lựa chọn hành động nào xuất phát nhất từ trái tim của mình để gửi đến nữ chính của chúng ta nha. Xin mời. Ủa gì vậy? Dễ sợ chưa? Nắm xong rồi giữ luôn, không thèm buông ra. Mà quan trọng là cái cô này cũng để cho nắm luôn. Dữ dội chưa? Cái cảm nhận của em như thế nào với 1 phút 30 giây vừa rồi? Em cảm thấy... thoải mái? Dạ, thoải mái, dễ thương, vui vẻ, có thể làm cho em vui. Cảm giác là như vậy. Đúng không? Dạ. Anh thấy sự thoải mái đó nó hiện rõ lên gương mặt và cái thể hiện của em ở bên ngoài. Tuy nhiên đó là cái góc nhìn của anh thôi. Còn quan trọng là người lớn. Bây giờ thưa mẹ, mẹ có thêm 1 phút nữa để thuyết phục gia đình nhà gái bằng những lời lẽ Hiếu nghĩ rằng phải cam kết mạnh mẽ hơn hay là những lời chia sẻ chân thành hơn. Và 1 phút dành cho mẹ nhà trai. Bắt đầu. Xin chào bên nhà gái. Thì cũng bên nhà gái cũng thấy con trai của tôi cũng giống như hồi nãy bên nhà trai giới thiệu. Cũng nhà trai cũng mong rằng nhà gái chấp nhận cho con gái mình được làm dâu bên nhà trai có được không? Chứ bên nhà trai thì thấy một cặp rất là xứng đôi. Dạ, mẹ. Còn vài giây nữa thôi, nhưng mà rõ ràng là chúng ta chỉ cần nói đủ, chúng cần nói quá dài, chỉ cần nói hết tâm ý của mình là được. Cảm ơn mẹ nhà trai rất nhiều, mời mẹ ngồi xuống ạ. Thưa quý vị, bắt đầu có thấy những tín hiệu tích cực, đâu đó đã có những điểm tương đồng về mặt cảm xúc, về mặt hình ảnh trên sân khấu này. Nhưng hy vọng nhà gái chắc chắn là với một người mẹ thấu đáo và tinh tế này sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn.
và tiếp tục cân nhắc mẹ nhé. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng tạm biệt cậu con trai gia đình số 2 để cùng đến với cậu con trai gia đình số 3. Hiện tại của em là diễn viên. Em có nghiên cứu thêm về lĩnh vực bất động sản. Dạ, họ được nghe ba chia sẻ. Ba rất là tự hào về em luôn. Và quan trọng là ba có một quan điểm sống mà khiến khán giả có mặt tại trường quay cũng khá là đồng tình. Mời Linh. Đây, đây chính là cô gái mà em nhìn qua màn hình từ nãy giờ trong phòng chờ. Ở bên ngoài, người thật thấy như thế nào? Khi nhìn qua màn ảnh nhỏ là em cảm thấy là một cô gái xinh đẹp. Em cảm thấy như bao cô gái xinh đẹp khác thôi, mà từ khi lên đây bước lên đây em gặp, em cảm thấy run quá anh. À, có nghĩa là nhìn qua màn hình thấy cũng xinh đẹp như bao cô gái xinh đẹp khác, nhưng khi thấy người thật rồi thì trái tim mình loạn nhịp. Dạ. Bây giờ có xinh đẹp nhất chưa? Em cũng không hiểu, cảm giác em bây giờ nó cứ loạn. Nó lạ lùng đúng không? Nó loạn. Đây chính là cảm xúc của tình yêu. Thôi thì hãy dành một phút này để chinh phục cô ấy bằng những lời nói chân thành của mình. Bắt đầu. Khi nãy anh nghe là em có nói là em thích về một người con trai mà khi em đi làm về có nấu đồ ăn sẵn để chờ em. Như ba anh cũng đã nói, anh là một người kỹ tính. Kỹ tính ở đây không phải là khó khăn về tất cả mọi việc, mà kỹ tính về người thân của mình, lo lắng cho người thân của mình. Nếu như em bằng lòng về với anh thì anh hứa anh sẽ lo cho em cuộc sống đầy đủ. Về kinh tế thì chắc chắn là đầy đủ rồi, nhưng mà về mặt tình cảm, về tất cả mọi thứ trong nhà, anh sẽ là người lo. Không biết nói gì hơn. Cảm giác bây giờ nó cứ loạn xạ hết. Anh chỉ muốn nói với em hiểu là hãy tin tưởng. Hành động nào, 30 giây bắt đầu. Mấy giây quyết định, còn hành động nào khác nữa không? Một phút 30 giây vừa rồi, em đã có những cảm nhận gì? Dạ, em cảm nhận được qua ánh mắt của bạn là một chàng trai rất là ấm áp. Dạ, bạn nói lên những câu nói rất là chân thành từ trong trái tim của bạn. Chàng trai này dùng 30 giây chỉ nhìn thẳng vào cô gái để trao những cảm xúc từ ánh mắt qua ánh mắt và qua cái nhịp tim cảm nhận ngay lúc đầu. Đây cũng là một chiến thuật cua gái thưa quý vị. Và thứ ba, con trai của ba dường như đã làm khá tốt trong 1 phút 30 giây vừa rồi. Bây giờ đến lượt ba, hãy dùng 1 phút còn lại để thuyết phục gia đình nhà gái vì sao nên chọn con trai của mình. 1 phút dành cho ba, bắt đầu. Xin chào chị Xui. Như chị đã thấy đó, người ta thường nói là trai tài gái sắc. Trước mắt là con trai tôi, nó vừa đẹp trai và nó có tài. Con gái chị là đẹp gái thì trai tài gái sắc nó sẽ hợp với nhau. Với phần như thế này, người ta thường nói là người phụ nữ là 12 bến nước trong nhà đục chịu, nhưng tôi chắc chắn là con gái chị mà về nhà của tôi sẽ là bến trong. Và chị cũng thấy rằng là người ta thường nói là con gái là con người ta, con dâu là con của mình. Thì nếu cháu mà về nhà tôi thì con dâu này là con gái của tôi. Tôi sẽ đối xử tốt và con trai của tôi cũng sẽ đối xử tốt. Cho nên chị an tâm giao con gái chị cho tôi và cháu. Yeah. Tuyệt vời ba ơi, tuyệt vời. Cảm ơn ba nhà trai rất là nhiều. Mẹ cảm thấy như thế nào trong vòng 2 này? Thật sự thì khi mà chứng kiến ba chàng trai của ba gia đình bước ra, mẹ cảm thấy đầu tiên đập vào mắt mẹ là các chàng trai đều rất là đẹp trai. Phong thái của các bạn cũng rất là tự tin. Với quan điểm riêng của mẹ thì mẹ sẽ có một chút xíu để mà chia sẻ với con gái. Là với chàng trai số 1 thì bạn đã bước ra với một phong thái rất là đỉnh đạt.
cao to, giống như một cái mái nhà mà ba của ảnh giới thiệu ban đầu á, có thể có thể là vững chắc để che chở cho con gái bé nhỏ của mẹ. Nhưng mà đó chỉ là ngoại hình bên ngoài thôi. Nhưng mà về tính cách thì mẹ chia sẻ với con là có thể bạn đó còn đang nhút nhát, nhưng mà đã là một luật sư sau này, mà nhất là một luật sư kinh tế, thì sẽ phải đứng ra để giải quyết những cái phi vụ rất là lớn, hoặc là phải bào chữa cho thân chủ của mình trước tòa. Vậy thì con phải mạnh mẽ lên, là một người đàn ông, một mái nhà vững chắc thì con phải mạnh mẽ lên, ăn to nói lớn mới là đàn ông đích thực. Chứ còn có thể con run, nhưng mà cái khoảnh khắc chỉ có 60 giây để con thể hiện tình cảm với con gái của bác, thì con phải làm tất cả những gì con có để giành giật con gái bác về với con. Chứ mình thấy chưa đã chưa đúng rồi, đúng rồi. Lúc đầu bác rất là hy vọng ở con, bởi vì con bước ra giống như đúng là một mái nhà đồ sộ vậy. Nhưng mà khi con nói, bác nghe, bác cứ phải nhướng cái tai nghe xem con nói cái gì. Bác lại suy nghĩ là ồ, vậy thì khi con bào chữa cho thân chủ của con trên tòa, con sẽ nói như thế nào để thuyết phục, đúng không ạ? Mình cảm thấy chưa đủ với chàng trai số 1. Đúng rồi. Còn chàng trai số 2. Về chàng trai số 2 thì mẹ thấy bạn này cũng rất là vui vẻ, đứng bên cạnh con cũng rất là xứng đôi, và bạn này cũng rất là tự tin. Nhưng mà mẹ chỉ hơi nhắc nhẹ một chút là con đã có một mối tình là diễn viên, và con chia tay trong đau khổ cũng là diễn viên. Và bạn đó cũng không những là diễn viên, ca sĩ, làm kinh doanh nữa. Một người đàn ông mà ôm quá cả thế giới vào người thì chỗ nào sẽ dành cho con? Trời ơi. Với chàng trai số 3 thì cũng lại là diễn viên nữa, và bạn ấy có thể sẵn sàng, ví dụ như là say nắng thì sao con? Ví dụ mẹ nói như vậy, bởi vì bạn cũng rất đẹp trai, bạn cũng rất đẹp trai, bạn cũng là diễn viên nam nữa, và con phải cân nhắc thật kỹ. Chưa gì thấy mẹ nhà gái đều có sự quan ngại với cả ba chàng trai luôn, chứ không riêng gì một chàng trai nào. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Như vậy, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Ngay bây giờ, xin mời mẹ nhà gái chúng ta cùng đứng dậy để đưa ra quyết định. Đâu là gia đình mà mẹ nhà gái cho rằng sau phần lộ diện của vòng 2, mẹ thấy ít phù hợp với con gái của mẹ? Quyết định của mẹ là gì? Thực sự mẹ đứng đây mà tim mẹ run quá. Mẹ run mà mẹ cảm thấy không biết là nên lựa chọn cái nào cho nó đúng. Và cũng rất là xin lỗi các anh chị nếu mà một trong ba gia đình nào đó dừng cuộc chơi ở đây. Gia đình tôi xin đưa ra quyết định cuối cùng dừng cuộc chơi ở đây, đó là xin phép được dừng cuộc chơi của gia đình số 2. Chúng tôi đang trông chờ nguyên nhân vì sao lựa chọn gia đình số 2 dừng cuộc chơi. Thì cũng như chia sẻ hồi nãy đó, bạn ấy cũng là một diễn viên, ca sĩ, lại kinh doanh nữa. Bạn ấy sẽ ôm đồm rất là nhiều thứ, và mẹ sợ là bạn ấy sẽ không có thời gian dành cho con. Cái nữa là bạn ấy không tự tin từ ngay bước đi đầu tiên. Khi mà bước ra đây, là một chàng trai, mình đã đi ra ngoài cuộc sống để kiếm tiền, để lo cho ba mẹ, lo cho con, thì phải vững chắc ngay từ bước đi đầu tiên. Đó là chia sẻ của nhà gái. Còn mẹ nhà trai thấy như thế nào ạ? Khi mà quyết định như vậy dừng cuộc chơi với con trai của mình, mẹ thấy có thấu đáo hay không? Xin cảm ơn bên nhà gái. Theo như bên nhà trai á, thì tôi cảm thấy á, hai đứa
cũng có cùng chung diễn viên nè, ca sĩ nè. Và con trai tôi á còn có thêm nghề kiến trúc sư và kinh doanh nữa, thì kiếm tiền rất là giỏi. Thì nãy giờ thì bên nhà trai thấy hai đứa cũng nắm tay nhau cho tới hết thời gian, thì tôi cảm thấy hai đứa nó rất là xứng đôi. Thì tại sao bên nhà gái lại không ủng hộ ạ? À? Con có ý kiến gì không? Dạ, con nghĩ là mẹ là người yêu thương và thấu hiểu con nhất, cho nên là những quyết định của mẹ ngày hôm nay con đều tôn trọng. Dạ. Cho anh hỏi thật nha. Thật ra mình tôn trọng quyết định của người lớn là luôn luôn và nên. Nhưng mà cái cảm xúc của em á, tại vì hồi nãy rõ ràng là em và cậu con trai gia đình số 2 trên sân khấu, hai bạn khá là dễ thương. Ở đây anh không biết là do em giúp cho bạn ấy hoàn thành thử thách của mình hay là do em có cảm xúc thật, cho nên cái phần tương tác của em cũng rất là tự nhiên. Thực ra cái cảm xúc của em với bạn nam lúc nãy á giống như là một tình như là tình bạn thôi. Dạ, em gọi là trái tim em không có rung động. Dạ, em đối diện với bạn giống như là đối diện với lại mấy bạn nam chơi thân với em, đồng nghiệp với em vậy đó. Rõ ràng là mẹ nhà gái đâu đó cũng thấy được ở con gái của mình cái điều gì đó thể hiện trên sân khấu, cho nên mới dừng cuộc chơi như vậy. Vâng, vậy thì thôi bây giờ cảm ơn hai mẹ rất nhiều. Mời mẹ nhà trai cùng với cậu con trai gia đình số 2 chúng ta trở lại sân khấu để chào khán giả. Tiếc quá, em nghe lý do dừng cuộc chơi của nhà gái với mình rồi phải không nào? Hồi nãy không biết là 1 phút 30 giây em làm gì mà để con gái người ta cảm nhận giống như tình chị em vậy đó. Chứ không có giống như là tình yêu, cho nên cảm giống giống như hai người bạn, phải không? Hồi nãy thì nhà gái hoàn toàn nhận thấy và khán giả chắc là ai cũng nhận thấy em đi ra hơi rụt rè xíu, không có tự tin trong cái dáng đi của mình. Thì em nói sao về điều này? Chắc tại em suy nghĩ về là không biết là mình có được chấp nhận bên nhà gái hay không nhiều quá. Nên em hồi hộp em mới đi vậy. Thật ra nói như vậy để em chia sẻ ra cái câu chuyện của mình, chứ thật ra cái điều này chắc chắn là các cô chú ở đây là những người đã trưởng thành rồi và chắc chắn có làm xui rồi, phải không ạ? Thì cũng hiểu con rể tương lai mà ra mắt nhà gái làm sao mà dám mạnh mẽ. Xin lỗi ạ, nó đi khúm núm nó nói còn không dám nói, nó kiểu gì mà kêu nó đi mạnh mẽ mà đòi nó ra đùng 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 đùng. Tôi gả con ghế cho tôi ở đâu ra, phải không? Phải hiểu cho nhỏ chứ, chứ đâu thế nào mà muốn nhỏ ra mà đùng đùng được, không được, sợ lắm. Dù có thể là ông này bà nọ ngoài kia nhưng mà gặp gia đình phụ huynh của đối phương là rén liền. Linh có muốn nói gì với bạn và muốn nói gì với cô? Tuy hôm nay Linh không chọn anh nhưng mà cũng rất là vui vì chúng ta có những kỷ niệm thật là đẹp trên cái sân khấu thông gia song đấu ngày hôm nay. Dạ, con xin cảm ơn cô hôm nay tới đây với con. Dạ, chúc cho gia đình cô cũng như gia đình anh luôn có thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Cảm ơn mẹ và em đến với chương trình ạ. Xin chào ạ. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đang đến với vòng quyết định của chương trình mang tên Thông gia song đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đạt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Để xem hai nhà trai ngày hôm nay chúng ta sẽ mang đến chương trình món báu vật gì. Xin mời hai vị phụ huynh của nhà trai cùng lên sân khấu. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta cùng xem hai cậu con trai cưng khi quay trở lại sân khấu này sẽ mang đến món báu vật gì từ gia đình mình. Xin cùng gặp gỡ hai cậu con trai gia đình nhà trai. Thưa quý vị, lúc này trên sân khấu là hai gia đình nhà trai với hai món báu vật. Chúng ta dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch
về kích thước, độ lồi lõm của món báu vật, phải không ạ? Và thưa hai ba nhà trai, theo quy luật của chương trình thì Phương Hiếu được phép khám phá để cùng gợi ý mô tả cho gia đình nhà gái cùng đoán để tăng sự thú vị nha. Hiếu xin phép được qua gia đình nhà trai số 1. Dạ. Dạ. Cái này nhô hơn bên kia nha mẹ, phải không ạ? Nó có một sự nhô nhẹ, bên kia hơi bằng phẳng quá. Mẹ cùng đoán nha. Dạ, cứng mẹ. Cứng hình hộp. Cứng hình hộp. Có một cái cánh gắn vào một cái trục để mình có thể kéo ra kéo vào. Cái phần hình hộp ở trên này nó không vuông mà hơi xéo. Dạ. Nè, nó hơi xéo xuống rồi mẹ thấy không? Đây đó, xéo hai bên, nó có cái cành. Giờ mẹ đoán là gì ạ? Chắc là ngôi nhà quá à. Chắc là ngôi nhà. Mô hình ngôi nhà. Không thể nào mà ông này ông cầm nổi ngôi nhà lên đây. Mô hình ngôi nhà. Phi Hiếu cũng đồng ý với đó nha. Dường như là sờ thấy cái điều đó. Chúng ta cùng xem. Chị họ có đồng ý với quan điểm đó không? Đồng ý luôn đúng không? Có lý do là tại vì sao? Khoe không có cái gì ngoài nhà ngay vòng đầu. Cho nên mình hoàn toàn có lý do tin tưởng cái điều đó. Anh mở nhé. Anh mở. Đó là ngôi nhà, thưa quý vị. Ồ, trên đây có chữ H luôn nè. Là tên em đúng không? Dạ, yeah, có chữ H luôn mẹ. Dễ sợ chưa? Nhà này mua cho bà chịu. Mô hình ngôi nhà. Dạ, yeah, thưa ba nhà trai, chắc chắn là có thông điệp gì đó ba nhà trai mới mang đến đây cái ngôi nhà như thế này. Bây giờ là thời gian dành cho ba nhà trai gửi thông điệp đến cho mẹ nhà gái. Vì sao mình mang đến chương trình này món báu vật là một mô hình ngôi nhà? Dạ, xin mời ạ. Ông cha mình vẫn dạy một câu: an cư mới lạc nghiệp. Đây là món quà đầu tiên tôi mới dành tặng cho con trai khi con lập gia đình. Và đó cũng là một cái ước muốn của người cha, của cả gia đình gửi gắm vào cho con trai mình, để một ngày một phát triển lên nữa, thêm nữa. Đó là niềm tin của người cha cũng như của gia đình dành cho con trai mình. Rõ ràng khi mà chúng ta nghe về quan điểm an cư lạc nghiệp là dĩ nhiên. Khi mà chúng ta có một chốn bình yên để quay về thì luôn luôn chúng ta sẽ có những cái nguồn năng lượng, cái nội lực vững mạnh để có thể đi ra bên ngoài, làm thật nhiều và đi thật xa để trở về thì trở về nhà thôi. Đây là một cái thông điệp chẳng những khẳng định lại tiềm lực tài chính của gia đình nhà trai số 1 mà còn khẳng định về một chốn hạnh phúc, nơi yên bình mà em có thể gửi gắm trong tương lai. Đó là thông điệp mà gia đình nhà trai số 1 mang đến. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Dạ, bây giờ xin phép đến gia đình nhà trai số 2. Phi Hiếu sẽ được khám phá nha. Không biết khám phá gì luôn á mẹ. Tại vì mẹ từ thấy từ. Bây giờ là... Từ từ thôi đúng không? Từ từ. Tự nhiên anh định khám phá lẹ mà em từ từ là làm anh hồi hộp á. Từ từ thôi. Không có thấy gì mẹ. Sâu vô. Anh vô sâu dữ rồi đó. Sâu nữa đúng không? Cũng không thấy gì luôn. Không có gì hết nè. Không rờ thấy cái gì hết. Em có thể cho anh không có mẹ. Hay là Hiếu rờ không kỹ ta. Cho phép anh hơi mạnh chút xíu nha. Ủa là sao ta? Mở nha mẹ. Tại vì theo kinh nghiệm, bao nhiêu mùa đứng trên sân khấu tình yêu thì chưa lần nào mà rờ thất bại ngoài lần này. Không có thấy cái gì trong đây hết mẹ. Mẫu vật gia đình nhà trai số 2 mang đến đó là
Thưa quý vị, một chiếc mâm hoàn toàn trống không, không có gì cả. Chắc chắn là có lý do. Xin mời ba nhà trai số 2 gửi gắm thông điệp cho gia đình nhà gái. Xin mời ba nhà trai số 2 gửi gắm thông điệp cho gia đình nhà gái. Thì khá giả thì người ta mua nhà, người ta tặng cho con tương lai là giống như cô dâu tương lai đi. Còn mình á thì gửi đến con dâu tương lai mình không phải là một căn nhà, nhưng đây là một dự án và nhiều dự án. Ở đâu có đất là ở đó có nhà, và còn nhiều căn nhà nữa chứ không phải là một căn. Có thể là sau này mình cho con dâu mình một mảnh đất đó, hay là con trai mình nó sẽ sắm nhiều mảnh đất nữa, tại vì nó đang làm về ngành bất động sản và nơi đâu cũng có nhà được hết. Và mình để miếng đất này để con mình nó thích, nó sẽ xây theo cái ý của nó, không có đặt để nó vào một căn nhà đó. Cho nên mình để mảnh đất đó cho con mình thích kiểu gì sẽ xây kiểu đó. Dạ, cho Hiếu hỏi ba nhà trai số 2, mình có biết được là nhà trai số 1 mang đến một ngôi nhà hay không mà mình lại dùng cái chiến thuật này ạ? Không phải là mình biết nhà trai đến hay không, mình không đoán trước được. Dạ. Nhưng mà trong cuộc sống làm việc hàng ngày của gia đình thì đã làm việc này rồi. Dạ. Cho nên khi đến đây giống như mình cầu hôn đi, thì cái sinh lễ mình đưa ra là dự án. Dạ. Bất động sản này. Mình mang đến đây hẳn một dự án luôn chứ mình không mang đến một ngôi nhà, đúng không ạ? Và con dâu sau này đi con trai thích ở đâu thì sẽ xây nhà ở đó. Dạ, đây cũng là một cách thể hiện tiềm lực kinh tế và cái tầm nhìn cũng như cái quyết đoán của gia đình nhà trai số 2. Chắc chắn với những món báu vật này, tất cả chúng ta khi theo dõi qua màn ảnh nhỏ đều có những cảm nhận rất riêng. Nhưng tôi tin rằng đây cũng chính là tâm huyết, cũng chính là thông điệp và cũng chính là mong muốn mà nhà trai muốn khẳng định với nhà gái rằng họ đang sẵn sàng để tìm kiếm một người bạn đời cho con trai của mình. Hy vọng rằng hai ông bố của chúng ta bản lĩnh, tự tin để mang chiến thắng về cho con trai nhà mình nhé. Thời gian dành cho hai gia đình nhà trai bắt đầu. Theo tôi, với cuộc sống thực tế hiện nay thì cái bước khởi đầu tiên là có một nơi ổn định. Các con, các cháu mình nó có một cái bàn đạp đầu tiên. Còn dự án thì vẫn là dự án, chưa thành thực tế. Cho nên bây giờ muốn tạo dựng ngay một cái buổi ban đầu thì phải chờ xây dựng thì mình mới có nền móng. Bên tôi thì đã có sẵn rồi. Các con bước vào là chị lo cố gắng tự lập, cố gắng làm ăn, có một cái nền móng rồi, có một bàn đạp đầu tiên rồi, cứ thế yên tâm mà tiến tới. Như bên anh đây nói thì nhà tôi và con thì cũng đã có sẵn rồi, mà mình làm ăn thì mình có đầu tư vô những dự án đó. Chứ ban đầu mình đã nói thì con mình tới đâu, thích ở đâu thì sẽ đầu tư phát triển ở đó. Tại vì cái dự án là ở đâu cũng có, đâu có phải là mình khoe ra là tôi có cái này, tôi có cái kia, thì ai nói không được. Về nhà thực tế mới biết được. Tôi cũng đồng ý về cái lập luận của anh, nhưng quan trọng ở đây là khi các cháu kết hôn với nhau là có ngay một nơi để an cư lạc nghiệp. Cái thời gian để xây dựng thì các cháu sẽ dùng cái thời gian đó, không gian đó để phát huy cái tài năng của mình. Tôi là người cha, tôi luôn luôn mong mỏi các con mình không chỉ một căn nhà mà nhiều căn nhà nữa. Nhưng mà mình hiểu được cái tâm lý là mình không đặt để con mình vào cái căn nhà đó. Đôi lúc nhiều khi mình tặng căn nhà đó thì cái công sức mình cho con thì nó sẽ quý đó. Nhưng cái dự án, cái nền mình đã có sẵn thì con mình nó thích thì xây kiểu nào, theo kiểu châu Á hay là châu Âu hay này kia là sở thích của nó. Cái đó là mà lúc nào mình cũng phải tôn trọng cho nó, chứ không phải đặt để vậy đó. Dạ rồi, con cảm ơn lời câu trả lời lời của bác trai nhà số 3. Con là một luật sư kinh tế và con biết rằng là các dự án, các hợp đồng thì tất sẽ có những là sự hủy ở đây, sẽ có rủi ro. Nhưng luật sư thì không, luật sư chỉ với pháp chế cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư biết hiểu về pháp luật. Đó là nghề mà gia đình con đang hướng cho con đi. Con nghĩ rằng là với thị trường kinh tế hiện nay thì đất không còn như năm
2020 nữa, nên là cái việc mà dự án đất đai, nhà cửa thì cũng có khả năng là không có như những năm đó, và khả năng cao thì các hợp đồng đó thì cũng không có khả quan. Như như theo lời anh đây nói, tôi cũng hiểu được phần nào, nhưng mà cái này là tôi đang chờ một người bạn gái và một người vợ của tương lai của tôi đến, thích nơi nào tôi sẽ bắt đầu tôi đưa là vào việc tôi thi công dự án đó luôn. Tiền thì nhà tôi có, tôi tại nhà tôi không khoe với mọi người. Với thị trường hiện nay thì không phải là muốn xây là xây, muốn dựng là dựng. Không, xây dựng là phải có giấy phép pháp lý. Do đâu? Nhờ ai? Nhờ tới tôi. Không, luật sư. Nhưng mà người ta nói là một năm trường học không bằng 3 năm trường đời. Với cái ngành này thì gia đình nhà tôi đã làm từ lâu rồi, cho nên rất là chắc và biết ở đâu sẽ được đầu tư tốt và ở đâu sẽ không tốt. Cháu làm luật sư, nhưng cái tuổi trẻ của cháu mới ra, làm sao chú có đủ kinh nghiệm mà chú sống lâu năm. Tôi hướng con trai tôi đi học luật là theo truyền thống gia đình. Thì xin thưa với anh, nếu nói về luật pháp, ông, cha, chú, bác, anh, chị, rất nhiều 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 người bên cạnh. Bên gia đình nào cũng có nền tảng cả. Một bên xây dựng ngay từ đầu, một bên cho con làm theo sở thích của mình, thoải mái với đam mê của mình, nhưng quan trọng vẫn có đầy đủ cái khả năng về tài chính, về tầm nhìn để lo cho con gái của gia đình nhà mình. Quan trọng là gia đình nhà mình sẽ thấy phù hợp với gia đình nhà ai hơn thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem ngày hôm nay với những chia sẻ của các gia đình tâm huyết, thấu đáo, cũng đâu đó thể hiện và khẳng định giá trị của gia đình mình, thì gia đình nhà gái sẽ hội ý và đưa ra quyết định như thế nào. Thời gian hội ý dành cho gia đình nhà gái bắt đầu. Dễ dàng nhận thấy gia đình nhà gái hồi ý rất gầy cận, đầu đó đưa ra những suy nghĩ cực kỳ chặt chẽ và dường như thấy sự đắn đo lựa chọn ở đây. Trước khi Phương Hiếu hỏi quan điểm của mẹ nhà gái đưa ra quyết định cuối cùng, đâu là cậu con trai gia đình mà mẹ cho phép kết đôi với con gái của mẹ trong chương trình Thông Gia Song Đấu ngày hôm nay, thì cho phép Phương Hiếu được hỏi quan điểm riêng của hai người thân. Em trai, cho anh hỏi, với riêng em nghiêng về chàng trai nào em thấy phù hợp với người bạn đồng nghiệp của mình, cũng là người chị trong nghề? Riêng em thì em nghĩ bạn số 3 phù hợp hơn với Linh ạ. Vì sao? Vì không nhất thiết là phải ràng buộc theo một cái ý kiến nào cả, có thể sống thoải mái theo cái sở thích của mình. Dạ. Dạ. Vì em là người trẻ đúng không? Cũng sẽ có lúc em già thôi. Dạ, cũng sẽ có lúc già. Cái cũng sẽ có lúc già mới quan trọng đó. Đó là người trẻ cứ nghĩ cứ thoải mái thôi, dám chơi dám chịu mà, phải không? Rồi, còn chị họ nghiêng về ai với quan điểm riêng của mình? Theo em á, thì em sẽ chọn bạn số 3. Bởi vì em nghĩ là gia đình số 1 á, nó theo cái kiểu gia trưởng quá, nó sẽ áp đặt cái con của mình á. Người đang giữ quyền quyết định, đưa ra quyết định quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay, đó chính là mẹ. Trước khi em được phép cất lời, mẹ hãy cho chúng tôi biết hai gia đình này, nhà trai số 1 và nhà trai số 3, đâu là gia đình mà mẹ chấp nhận lựa chọn để kết đôi với con gái nhà mẹ. Thời gian dành cho mẹ đưa ra quyết định bắt đầu. Thực sự thì phải gửi lời cảm ơn chân thành tới hai gia đình. Bởi vì trong lúc hai gia đình song đấu thì mẹ đứng dưới này mẹ rất là xúc động. Bởi vì con gái của mẹ gả cho một trong hai gia đình nào đó thì con cũng hạnh phúc. Bởi vì là mang lại cho con rất là nhiều thứ mà mẹ cũng mong muốn con được như vậy. Thì mẹ phải cảm ơn chân thành hai gia đình trước đã. Có nghĩa là con của mẹ đã được hạnh phúc. Nhưng mà so đi tính lại thì lúc đầu á, quan điểm của mẹ là mẹ chọn gia đình số 1.
Bởi vì gia đình có truyền thống nề nếp rất là tốt, một môi trường tốt thì sẽ nuôi một đứa con sẽ tốt. Nhưng mà khi mà sự phân tích của anh gia đình số 3 á, thì mẹ nghĩ là vì các con của em, các con anh chị của bé Linh á, là trước đây rất thích theo nghệ thuật. Nhưng mà theo nghệ thuật thì nó rất là tốn kém, mà lúc đó gia đình không có đủ tiền để cho con theo nghệ thuật mấy đứa con lận, thì các con đã phải bỏ cái đam mê và ước mơ của mình để đi làm một cái ngành nghề khác để kiếm tiền mưu sinh trước đã. Vừa duy nhất chỉ còn bé Linh Út thì bé Linh được theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Thì sau khi phân tích hội ý thì nói thật sự là gia đình anh số 3 là có cái sự tự do và nền tảng vững chắc phía sau cho con được thực hiện cái đam mê và ước muốn của mình, thì em đồng ý. Em đồng ý với điều đó. Xin lỗi gia đình số 1 và quyết định cuối cùng của gia đình em là lựa chọn gia đình số 3. Chúc mừng gia đình số 3. Wow, rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn mẹ. Gia đình số 3 đã tiệm cận với điều mà gia đình nhà gái đang mong muốn, là muốn cho con của mình được thoải mái tự do với lựa chọn của mình, mà quên luôn gia đình nhà trai số 3. Cậu này làm diễn viên. Phải không ạ? Cho nên cái chiến thuật của mình là dường như cái sự chân thành của mình chạm tới bên kia, người ta quên luôn là công việc của mình là diễn viên luôn. Mà không sao, đâu phải diễn viên nào cũng giống nhau, đúng không? Có diễn viên này, có diễn viên khác chứ. Diễn viên chỉ là một nghề thôi mà. Và gia đình nhà trai số 1 nghĩ sao về những chia sẻ từ gia đình nhà gái? Tôi cũng không hoàn toàn là đồng ý hết. Dạ. Tại vì như thế này, như chị nói, chị đã phân tích, làm nghệ thuật thì rất là tốn kém. Mà ngay cái bước khởi đầu, nếu mà cháu đã có nền tảng rồi thì lúc đó cháu mới tự do thỏa thích cái niềm đam mê của mình, thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều là khi cháu chưa có gì trong tay. Đó là chia sẻ của tôi. Còn phần quyết định là của chị. Cảm ơn chú và em đến đây với một phong cách rất là lịch lãm, rất là bản lĩnh. Và tin chắc rằng con trai của chú tương lai sẽ là một chàng luật sư giỏi và mang về cho chú một nàng dâu thật ân ý. Cảm ơn MC cảm Phương ơn Hiếu thật nhiều. Đến với chương trình ạ. Như vậy, gia đình nhà trai số 3 với cậu con trai cưng của mình là gia đình đã được mẹ nhà gái lựa chọn cho phép kết đôi với con gái. Xin chúc mừng ạ. Để xem lần này thì Thái Khiết Linh có đồng quan điểm với sự lựa chọn của mẹ mình là cậu con trai gia đình số 3 hay không. Sau 3 tiếng đếm, 1, 2, 3, nếu Linh đồng ý với những chia sẻ của mẹ mình và lựa chọn của mẹ, em hãy bước đến đây nắm tay chàng trai này. Còn nếu như em không đồng ý, em có quyền đứng tại chỗ và chắc chắn phải cho chúng tôi biết lý do. Và cái người cần biết lý do nhiều hơn đó chính là mẹ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Điều em suy nghĩ nhất trong em lúc này là sau 5 năm em không có một mối tình nào, thì ngày hôm nay em phải quyết định thật là sáng suốt. Dạ, để không có những cuộc tình như những năm trước nữa. Dạ. Ngay bây giờ, chúng ta cùng xem quyết định của nữ chính ngày hôm nay như thế nào. 1 2 3 cho chương trình biết lý do không?
Dạ. Đầu tiên cho con cảm ơn bác với anh. Dạ. Để dành cho con những điều tuyệt vời nhất. Dạ. Nhưng mà đối với con trong tình yêu, sự rung động của con tim á, đó là điều quan trọng nhất. Dạ, khi mà đối diện với anh ngay từ đầu á, trong trái tim em không có sự rung động nhiều. Dạ. Mà để bắt đầu cho một cuộc tình sau 5 năm em không quen ai, thì để bước tiếp tương lai đối với một người nào đó, thì trái tim em phải thật sự rung động và thật sự có tình cảm thì em mới bắt đầu tìm hiểu một mối quan hệ đó. Nhưng mà em nói là em không rung động nhiều, nghĩa là vẫn có rung động đấy thôi, tại sao không cho mình một cơ hội hả? Dạ, tại vì rung động của em nó chưa đủ lớn để mà em nắm tay bạn để đi ra về. Mong mẹ đừng buồn con nha. Không sao, dạ. Bởi vì hạnh phúc là của con, nằm trong tay con và do con lựa chọn. Rất tiếc thì phải tuyên bố là thông gia song đấu, màn kết cuối cùng ngày hôm nay không thành công, thưa quý vị. Thôi thì, dạ, mời các gia đình lên sân khấu để gửi lời chào đến khán giả nha. Dạ, em cảm ơn bác. Đây, cảm ơn anh nha. Thưa quý vị, dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tôn trọng cảm xúc cá nhân của nữ chính là Thái Khiết Linh. Rõ ràng là 5 năm không yêu thì chúng ta cũng phải cần cho bạn ấy một khoảng thời gian chứ. Nỗ lực lên sân khấu này để tìm kiếm tình yêu cho mình với sự đồng hành của gia đình là một điều đáng quý rồi. Mà rất tiếc là mình có cảm xúc dành cho nhau đó nhưng mà chưa đủ đó. Không biết là với sự từ chối của Thái Khiết Linh ngay lúc này em cảm thấy như thế nào? Tuy rằng mình không trở thành tình yêu nhưng hy vọng thì anh với em có thể là bạn. Và thưa quý vị, rất tiếc chúng tôi không mang đến cho quý vị một cái kết thật tuyệt vời với thông gia song đấu ngày hôm nay. Nhưng tin chúng tôi nha, trong những số phát sóng sau, chúng ta hoàn toàn có quyền tự tin chào đón tiếp tục những cảm xúc thăng hoa của tình yêu đôi lứa. Hãy cùng đến với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc, đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình thông gia song đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên khung giờ này tuần sau chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Xin chào và hẹn gặp lại. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.